Xin chào anh em, thì mình sẽ test nhanh những cái đôi loa full bass 30 hàng nhập của thương hiệu DOHZ. Đó, thì vừa qua là mình đã có giới thiệu hình ảnh sản phẩm cũng như là một số về thông số kỹ thuật hình ảnh bên trong bên ngoài của sản phẩm loa full bass 30 DOHZ. Đó, ở đây mình có 4 cặp hàng nhập mẫu demo của bên hãng về âm thanh rất là hay nha. Hiện tại giờ mình sẽ quay demo hát thử cho anh em trên mấy cặp loa này ha. Hiện tại giờ mình đang ghim một cái cặp để trên đó nha. Đó, hai cái loa đó. Đó, ở đây mình có tổng cộng là 4 cặp nè. Đó, ở đây một cặp nữa nè. DOHZ. Đó, tất cả đều là full bass 30 ha. Ở đây một cặp nữa nè. Đó. Đó nữa. Tiếng rất là hay anh em. Và những cái cặp mà mình nhập mẫu demo này mình sẽ bán với cho khách hàng với cái giá rất là rẻ nha. Đó, anh em nào mà đang có nhu cầu tìm mua một cặp loa full 30 để về hát karaoke, hoặc là anh em có thể mua nhiều cặp về phối ghép để làm những cái show sự kiện vừa và nhỏ, thì cái đây là một cơ hội nha. Hàng nhập của hãng DOHC thị trường của Trung Quốc ha. Đó, mình nhập mẫu gì âm thanh rất là ok. Cấu hình của nó thì bên trong nó sẽ là toàn bộ là bass từ Fairtrade hết nha anh em, từ 190 và con khoảng 75 76 rồi đó, và trép 450 nha. Đó, anh em nào cần chi tiết thì mình có thể gửi hình qua cho anh em coi ha. Và cái giá rất là rẻ nha, rẻ hơn lo Việt Nam luôn. Đó, nói vậy là anh em biết là hàng nó ok, hàng nhập demo, cho nên mình có cái mức giá rất là tốt của nhà phân phối. Đó, thì anh em nào muốn giá tốt thì có thể liên hệ mình ha. Còn bây giờ mình sẽ test thử chất âm của nó nè. Như anh em đang nghe là mình đang thử trên hai cái loa full 30 của thương hiệu DOHZ. Đó, hai cặp loa mình đang quay trước cái màn hình cho anh em xem. Mình đang hát bằng một cái con âm ly gian số nha. Đó, con này là của thương hiệu Enertone. Đó, cũng là hàng thương hiệu hàng nhập mẫu nha. Đó, con này là âm ly men liền vang số. Đó, công suất nó vừa phải thôi, 350W một kênh, thì nó sẽ hát như mình chơi karaoke gia đình, nó sẽ vừa đủ cho một cặp loa full ha. Vừa đủ cặp loa full, thì ở đây mình đang test là cái cặp full 30 DOHZ. Đó. Rồi ok, giờ mình sẽ mở hát test thử bài cho anh em nghe chất âm của cái dòng loa này. Khi ta sống vậy, mời anh em trải nghiệm nha. Loa full DOHZ. Ai đã cùng tôi ngày xưa thì câu hẹn ước, ai đã cùng tôi ngày xưa thì câu thủy chung. Người đành ra đi đến mãi không về, còn lại nơi đây xót xa vợ chồng. Ngày mình đi gió giông nhiều hơn tiếng mưa buồn, thêm nước mặn môi miệng gọi chẳng mặn nồng, một mình quạnh hiu. Ngày mình đi nhớ em từng đêm xót xa, mình ơi lẽ bạc đâu rồi, tiếng chim la bầy tìm bạn xa xa nhớ em vô cùng. Anh buồn sớm thâu, anh đau trong lòng, anh không quên bạn, ai sầu từng chung, anh đau lẻ loi, anh gieo nhớ thương, anh thương em rồi, ai quên duyên phận, ai buộc mình ơn ngồi nhớ ai. Rồi ok, anh em đã nghe mình demo hát thử trên cái dòng loa full thương hiệu DOHZ. Đó, hàng này bên công ty mình nhập mẫu thì hiện tại đang có là bán lại với giá rất là tốt cho quý anh em, với khách hàng có nhu cầu mua những cái cặp loa full 30 như thế này. Đó, cặp loa full hàng nhập khẩu nguyên thùng hết nha quý anh chị. Đây, bên đây là thùng hàng máy bên em nhập về nè, nhập về nguyên đai nguyên kiện nha. Đó, dòng loa cao cấp. Đó, đây. Những cái loa KTV như thế này nha. Đó.
Đó, bên em hiện tại là đang có 4 cặp nhập mẫu, cũng như nãy giờ là đang thử tiếng trực tiếp ở đây, thử hát trực tiếp cho anh chị nghe, thử trải nghiệm thử chất âm của nó luôn. Đó. Thì những cái dòng này cho âm thanh rất là hay, rất là ấn tượng luôn. Đó. Giá sản phẩm thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em nha, giá cực kỳ tốt. Nó là có thể là rẻ hơn cả những cái đôi loa như thế này mà ở Việt Nam mình sản xuất lắp ráp bán luôn. Anh chị cứ mạnh dạn liên hệ với số máy bên em là 0938 641 445. Số điện thoại đang hiển thị trên màn hình thì em sẽ báo giá và tư vấn trực tiếp cho quý anh chị mình luôn. Anh em hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của Minh Anh Audio để cập nhật nhiều cái sản phẩm, nhiều cái thiết bị mới nữa nha. Xin kính chào quý anh chị, hẹn gặp lại mình ở những cái clip tiếp theo.